Dạ vâng, cửa hàng nông ngư cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nha. Hôm nay thì chúng em dọn rửa thêm được 3 hệ máy cửa Estin hàng bãi Đức các bác nhá. Made in Germany. Đó, 3 cây cửa xích hàng bãi Đức nguyên zin nguyên bản, máy móc thì tình trạng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Hôm nay thì chúng em gồm có là một cây Estin 170C. Đó, 170C đây ạ. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn. Đó, ốp lam là hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Đó, một con nhỏ nhẹ để cho các bác về sử dụng gia đình. Cái này tem mác của nó thì đã bị mờ đi mất rồi. Đấy. Con này là 170C các bác nhá, nòng 37 ly. Và một con máy cưa xích Estin 021C. Đó, 021C có tích hợp xả áp và núm mương sang phụ luôn. Đấy, con này là dòng cưa 021C các bác nhá, đời nâng cấp của dòng 021. Máy móc tình trạng quá đẹp luôn các bác nhá, nguyên zin nguyên bản. Và một con máy cưa Estin 020 ạ. Đó, một con máy cưa Estin 020. Con này là nòng 40 ly, công suất của nó là 36cc. Và con này là 021 nòng 40 ly, công suất 40cc các bác nhá. Đó, hai con cưa khai thác tầm trung và một con nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng gia đình. Các bác nào mà cảm thấy mà ưng ý nhu cầu con nào, muốn đặt hàng con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em qua đường dây số điện thoại 0354392929 các bác nhé. Hôm nay lô là quá đẹp luôn. Đấy. Rồi, cả chúng em xin phép quay từng con một cũng như là giật test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy. Đầu tiên là một con máy cưa Estin 170C này, có tích hợp chụp giật trợ lực, hai ốc lam vặn trực tiếp 10 bằng khóa 19 nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đó. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép tháo cái phần áo vỏ ra cho các bác xem trong máy. Đây. Trong máy đây. Điện zin này, nòng zin, bô zin, bình xăng con nguyên zin hết các bác nhá. Máy móc nguyên zin từ A tới Z ạ. Đó, đảm bảo cam kết cho các bác là máy chưa bung chạm cái gì cả. Nguyên zin nguyên bản, hàng chưa có hề mà bỏ thay thế bất kỳ linh kiện gì các bác nhá. Nguyên zin từ A tới Z. Đó, linh kiện thì chuẩn, hàng chính hãng 100%. Hàng này là hàng bãi Đức các bác nhá. Hàng bãi Đức đã qua sử dụng rồi ạ. Nhưng mà máy móc thì hàng tuyển chất lượng. Đó, sưu tầm đẹp. Và giá hiện tại con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.300.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Con này định tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác luôn, giật rất là nhẹ nhàng luôn ạ. Về các bác sử dụng gia đình thì không phải lan tan gì nữa rồi. Đây, tiền của nó đây ạ. Đó, tích hợp chủ giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Lam con này mặt cắt là được 30 phân các bác nhá. Xích là xài xích chung 91 ạ. Lam tình mắt xích thì con này tầm khoảng 70% đấy nhá. Mắt xích thì còn nguyên zin của nó cực kỳ to bản cũng như là hàng chất lượng luôn. Lam xích nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Lam con này mặt cắt là được 30 phân ạ. Nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình. Đó, nòng là nòng đứng luôn các bác nhá. Rồi, qua cây thứ hai là một con máy cưa Estin 021C. Đấy, made in Germany, hàng bãi Đức nguyên zin nguyên bản. Đẹp chất lượng nhá, ốp lam tăng chỉnh xích nhanh ạ. Có tích hợp núm bơm song phụ cũng như là xả áp ở đây. Giật rất nhẹ nhàng, lam con này của nó là mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. Mặt cắt 35 phân, xích là xài xích chung 91. Sợi xích con này tầm khoảng 60% đấy các bác nhá. Đó. Nguyên zin hết từ A tới Z. Có tích hợp hàm rồng cho các bác luôn. Đó, giá hiện tại con này thì cả chúng em đang bán với giá là 3.800.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Con này thì lớn hơn con 170C các bác nhá. Đó. Con 170C là nòng 37 ly, còn con này nòng của nó là 40 ly các bác nhá. Tình trạng máy móc thì vẫn nguyên zin nguyên bản, hàng chưa bung chạm cái gì cả. Cam kết cho các bác luôn, nòng zin này, tất cả nguyên zin hết. Đó. Nguyên zin từ A tới Z luôn ạ. Hàng máy móc thì cả chúng em là chưa có hề bung chạm gì cả. Linh kiện bao zin cho các bác 100% các bác nhá. Đó.
Rồi cả hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Dạ vâng, hệ cưa khai thác tầm trung. Đó, cho các bác nào mà muốn cần tìm một chiếc máy cưa mà công suất mà lớn lớn một tí xíu các bác nhá, thì các bác tham khảo thử con này 021C giá 3.800.000. Dạ vâng. Cuối cùng là con máy cưa Estin 020. Con này là nòng nằm, nòng của nó là cũng là 40 ly các bác nhá. Nhưng mà công suất của con này thì kém hơn con 021 một tí xíu. Con 021 là công suất 40cc, con này công suất của nó là có 36cc được các bác nhá. Đó, giá con này thì hiện tại chúng em đang bán với giá là 3.400.000. Đó, 3.400.000. Máy cưa hệ Estin 020. Máy móc nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Đấy, bình xăng nguyên zin này. Linh kiện thì đảm bảo cho các bác nguyên zin. Vòng tua con này thì cũng cực kỳ khỏe luôn. Hệ 020 cửa hàng chúng em bán chạy rất là nhiều. Con này là giá 3.400.000. Ví dụ các bác nào mà không ưng ý con 170C này mấy thì có thể lựa chọn con này các bác nhá. Con này thì công suất của nó thì lớn hơn con 170C. Con 170C thì nó thiên về nhỏ gọn, xài gia đình nhỏ nhẹ thôi. Còn giá thì nó chênh chênh nhau rồi, một con là 3.3 triệu và một con 3.4 triệu thì nó cũng không chênh nhau là nhiều. Nhưng mà công suất của con này thì nóng 40 ly, còn con này là 37 ly các bác nhá. Tiếng nổ con này thì cũng rất là khỏe luôn các bác nha. Con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi các bác nhá. Một sợi xích mới luôn rồi ạ. Đó. Tính ra một sợi xích này đã cả hơn 200.000 rồi. Là tính ra một con máy này thì nó giá nó chỉ còn khoảng tầm 3.2 triệu nữa thôi. Đó, lam con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. Mặt cắt được 35 phân, xích là xích mới. Đó, xích mới luôn ạ. Chất lượng luôn các bác nhá. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Giá 3.400.000 cho con máy cưa Estin 020. Rồi, cả chúng em xin phép báo giá lại nhá. Con Estin 170C giá 3.300.000, Estin 021 giá 3.800.000 và con máy cưa Estin 020 giá 3.400.000. Đó, là cửa hàng chúng em giá đó là đã hoàn toàn miễn phí ship rồi các bác nhá. Hoàn toàn miễn phí ship rồi ạ, và tặng kèm phụ kiện cho các bác là một típ mở buji, một chiếc rũa và mì tô viết trình. Đó, các bác nào mà ưng ý con nào, muốn đặt hàng con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em. Con này là tên máy là Estin 170C các bác nhá. Con này tên máy là Estin 021C và con này là máy cưa Estin 020. Đó, các bác đọc rõ giúp cho cửa hàng chúng em là con máy tên để cho cửa hàng chúng em dễ phân biệt các bác nhá. Đôi khi mà các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em nhá, các bác cứ hỏi là con máy Estin nó bao nhiêu tiền, con máy Estin là chỉ là hãng chung chung thôi. Còn là nó còn và các bác phải đọc cái số của cây máy thì cửa hàng chúng em mới phân biệt được các bác nhá. Đó, nên là nhiều khi các bác cứ hỏi máy Estin thì Estin rất là nhiều loại để cửa hàng chúng em không biết con nào mà có thể để giới thiệu cho các bác được. Nên là các bác vui lòng xem kỹ video rồi đọc giúp cho em là đúng cái cây máy nhá các bác nhá, cũng như là để tiện đặt hàng, cũng như là để các bác nào tham khảo thì để tiện cho cửa hàng chúng em tư vấn. Đó, hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em để cửa hàng chúng em các bác chụp ảnh màn hình lại, các bác ưng ý con nào chụp ảnh cây đó lại rồi gửi qua cửa hàng chúng em. Đó là cửa hàng chúng em biết ngay là con gì. Còn lô máy hôm ngày hôm nay là ba con Estin thì cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá, quá đẹp luôn ạ. Máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản, hàng chưa bung chạm gì cả, cả ba con luôn các bác nhá, nguyên zin 100%. Linh kiện sử dụng đầy đủ, có thắng xích để sử dụng đầy đủ nguyên. Về cho các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa vip một tí xíu, bởi vì hệ Estin thì em nghĩ là không còn cái hãng nào có thể qua được hãng Estin nữa rồi.
Nên là về chất lượng cũng như là máy móc thì cam kết cho các bác là đứng đầu phân khúc luôn. Hàng bãi nhưng mà cực kỳ bền, cực kỳ lợi xăng, cực kỳ nhạy nổ. Đó, cửa hàng chúng em cam kết cho các bác luôn. Đó, giá 3 triệu 300 ngàn, 3 triệu 800 ngàn và 3 triệu 400 ngàn. Các bác nào ưng ý con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay các bác nhé. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.